Lão Phượng là một ông già tìm kiếm thời gian, thích lang thang xe máy và đã phượt khoảng 15.000 km qua các nước Việt Nam, Lào, Cambodia, Thái Lan. Trong chuyến đi này, chúng ta sẽ hướng về phía phương Nam, đến đất mũi Cà Mau, theo các tuyến đường ven biển và trở về qua vùng cao nguyên. Mời các bạn đồng hành cùng Lão Phượng nhé. Chúng ta khởi hành lúc 5 giờ sáng từ thành phố biển Nha Trang, vượt qua đèo Cù Hin đến bán đảo Cam Ranh theo tuyến đường ven biển DT6571. Buổi sáng của thành phố biển thật mát mẻ, yên bình. Nhiều người dậy sớm tập thể dục, đạp xe, giao hàng, vân vân. Chúng ta đang đi ngang qua cầu Bình Tân, vượt sông Tắc, hướng về đèo Cù Hin. Cầu Bình Tân có chiều dài 306m, rộng 35m. 9 nhịp, điểm đầu của cầu Bình Tân nối với đường Lê Hồng Phong, kể cả điểm đường dẫn, điểm cuối của cầu giáp với điểm đầu khu dân cư Hòn Rớ 2. Sau khi cầu Bình Tân được đưa vào sử dụng, kinh tế xã hội, dân cư, khu vực Hòn Rớ, sông Lô, Phước Đồng phát triển rất nhanh.
chúng ta đang trên đường Nguyễn Tất Thành đi ngang qua khu vực du lịch Diamond Bay. Diamond Bay là một tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí 5 sao trên diện tích 300 hecta, vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Tọa lạc ở vị trí rất đắc địa, sở hữu bãi biển, sân golf riêng, xung quanh trồng cây cối xanh mát. Khu du lịch Diamond Bay có 342 phòng nghỉ, 166 căn bungalow, được trang bị những tiện nghi cao cấp, nội thất trang trọng, tầm nhìn hướng biển. Đây từng là nơi tổ chức cuộc thi hoa hậu hoàn vũ thế giới năm 2008. Đến đây, chúng ta chia tay đại lộ Nguyễn Tất Thành theo đường DT6571, đường ven biển Nha Trang Cam Ranh, vượt đèo Phú Hin đến với bán đảo Cam Ranh. Đèo Phú Hin này dài khoảng 8 km, ở độ cao trung bình khoảng 20 m so với mực nước biển, được đặt theo tên ngọn núi Phú Hin, là ngọn núi phía bên phải chúng ta. Đường DT 6571 này dài khoảng 37 km, bắt đầu từ nút giao với đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang và kết thúc tại nút giao với quốc lộ 1, Mỹ Ca, thành phố Cam Ranh. Chúng ta cùng dừng ở một điểm ngắm cảnh để ngắm bình minh trên biển nhé. Chủ rác nhà Thổ Thành nha. Ngắm bình minh nha. Từ đây, chúng ta có thể hướng tầm mắt về Vịnh Nha Trang, thấy được đảo Hòn Tre, Hòn Mun, Hòn Tầm và một phần thành phố Nha Trang.
nhà cụ Huynh, chúng ta đã đến với bán đảo Cam Ranh. Tuy có một phần nằm trên đất huyện Cam Lâm nhưng vẫn gọi là bán đảo Cam Ranh vì Cam Lâm là một đơn vị hành chính được tách ra từ một số xã của huyện Cam Ranh trước đây. Bán đảo này có diện tích mặt đất khoảng 2.150 ha. Trên bán đảo có nhiều tổ hợp khách sạn, nghỉ dưỡng cao cấp, sân bay quốc tế Cam Ranh và căn cứ tàu ngầm Cam Ranh. Trước đây, bán đảo Cam Ranh từng là căn cứ quân sự để có cát trắng và những bụi cây dại. Năm 1965-1972, Hoa Kỳ đóng quân ở đây và gọi là căn cứ không quân Cam Ranh hay là quân cảng Cam Ranh. Năm 1979-2002, Liên Xô, sau này là Nga, thuê cảng Cam Ranh làm căn cứ quân sự của Hải đoàn tác chiến cơ động số 17 thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Hiện nay, một phần bán đảo Cam Ranh là nơi đóng trụ sở Bộ Chỉ huy vùng 4 Hải quân và căn cứ tàu ngầm. Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển khu vực Cam Ranh. Trong đó, Bắc bán đảo Cam Ranh là khu kinh tế du lịch với định hướng phát triển thành khu du lịch biển chất lượng cao, có tầm khu vực và quốc tế, định hướng hình thành khu du lịch quốc gia. Tỉnh Khánh Hòa đã tích cực đầu tư cơ sở tầng, thu hút các dự án du lịch, biến vùng đất cát trắng trở thành thiên đường du lịch nghỉ dưỡng. Tại đây đã có mặt những tập đoàn quản lý du lịch có thương hiệu hàng đầu quốc tế như Marriott, Sissons, HT Accor, đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động nghỉ dưỡng sang trọng có tầm quốc cỡ quốc tế. Hiện nay, tổng vốn đầu tư đã huy động được khoảng 28.500 tỷ đồng và hơn 10 dự án du lịch đã hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác như chúng ta đang thấy ở bên trái của chúng ta.
sân bay quốc tế Cam Ranh từng là sân bay duy nhất ở Việt Nam có số lượng khách quốc tế cao hơn khách nội địa. Lượng khách quốc tế chiếm đến 70% tổng số lượng khách thông qua và là sân bay có lượng khách thông qua nhiều thứ tư tại Việt Nam, khoảng 10 triệu khách năm. Nhà ga quốc tế Cam Ranh T2 có kiến trúc độc đáo với cảm hứng từ tổ chim yến, một sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa, có tổng diện tích khoảng 50.000 m2 và được trang bị an ninh soi chiếu, hệ thống kiểm soát phòng cháy chữa cháy và các tiện ích trợ giúp khách hàng hiện đại đạt tiêu chuẩn 4 sao và áp dụng nhiều công nghệ thông minh trong việc điều hành quản lý sân bay, không hề thua kém các sân bay hàng đầu trên thế giới. Bên phải chúng ta là đầm Thủy Triều. Đập này chạy dài từ chân núi Phù Him đến đây, đầm Quảng Mỹ Ca, dài khoảng 16 km và có bề ngang hẹp. Diện tích mặt nước của đầm khoảng 1.800 ha, độ sâu trung bình chỉ khoảng 1-3 m và thông ra vịnh Cam Ranh. Đến đây chúng ta rẽ phải qua cầu Long Hồ sang Mỹ Ca, còn rẽ trái sẽ vào trụ sở Bộ Chỉ huy vùng 4 Hải quân. Chúng ta đang đi qua cầu Long Hồ, bắc ngang cả vùng nước đầm Thủy Triều thông với vịnh Cam Ranh. Bên trái là đầm Thủy Triều và bên phải là vịnh Cam Ranh. Trước đây khi chưa có đèo Phú Yên, cầu Long Hồ là đường bộ duy nhất để vào quân cảng Cam Ranh. Cầu Long Hồ do Mỹ xây dựng và khánh thành năm 1968, gồm hai nhánh song song với nhau, có chiều dài 206 m với 7 nhịp. Cái kia đằng trước kìa. Chúng ta vừa chia tay điểm cuối DT6571 và nhập vào quốc lộ 1 ngang qua thành phố Cam Ranh. Cam Ranh theo tiếng Chăm hoặc tiếng Gia Rai
DD có là Camlan, có nghĩa là bến tàu thuyền. Thành phố Cam Ranh là đô thị loại 3, diện tích 316 km², dân số khoảng 139.000 người. Đây là thành phố lớn thứ hai ở Khánh Hòa sau thành phố Nha Trang. Chúng ta đang trên quốc lộ 1 đi ngang thành phố Cam Ranh. Nhiều lái xe phàn nàn đây là đoạn quốc lộ 1 hạn chế tốc độ khu vực đông dân cư dài lên hàng chục cây số. Điểm du lịch ở thành phố Cam Ranh có đảo Bình Ba và đảo Bình Hưng, được biết đến với các loại hải sản tươi ngon, đặc biệt là tôm hùm sống. Để đến với Bình Ba chúng ta phải đi cano thuyền ngang qua vịnh Cam Ranh từ cảng Ba Ngọt trong thời gian khoảng 45 đến 15 phút. Cảng Ba Ngòi là cảng thương mại quốc tế nằm trong tỉnh Cam Ranh. Chiều dài khai thác tổng cảng là 308 m, độ sâu luồng khoảng 10 m, có thể tiếp nhận các loại tàu trọng tải hơn 30.000 tấn. Ta vừa chia tay quốc lộ 1 vào đường ven biển DT702 nối thành phố Cam Ranh với thành phố Phan Rang. Đây là cung đường ven biển tuyệt đẹp, một bên là núi Chúa, một bên là biển xanh. Đi ngang qua đảo Bình Hưng, Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, các vườn nho, đồng muối, vân vân. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm trong phần tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ.